Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay 27 tháng 6. Đáng chú ý, giá xăng RON 95 trong kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 544 đồng, chính thức vượt mốc 23.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng trên một lít, lên mức 22.014 đồng trên một lít. Xăng RON 95 tăng 544 đồng trên một lít, lên mức 23.010 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 329 đồng trên 1 lít, lên mức 20.689 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa tăng 258 đồng trên 1 lít, ở mức 20.614 đồng trên 1 lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng trên 1 kg, lên mức 17.446 đồng trên 1 kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tại Công Thương Tài chính không trích lập, không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E-RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu ở thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20 tháng 6 năm 2024 và kỳ điều hành ngày 27 tháng 6 năm 2024 đều tăng. Do vậy, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu là hợp lý.